Xin chào anh em. Lâu lắm rồi mới hôm nay mới lại lên sóng. Không thể không lên sóng được khi mà VinFast vừa mới công bố cái xe điện đầu tiên của họ được tung ra thị trường. Tôi hiện nay đang ở Canada và vừa mới sang và cũng đang định đi mua xe. Thì xe điện cũng là một trong những cái option, một cái trong những cái lựa chọn mà tôi định mua. Và cũng đã tìm hiểu. Đã cũng tìm hiểu trong video trước, các bạn đã biết rồi là tôi cũng đã đi đến showroom của Tesla và tìm hiểu xe. Thế thì tìm hiểu về xe điện. Chứ thì hôm nay nhân tiện có cái tin là VinFast bắt đầu bán ra xe điện, cái xe điện đầu tiên của Việt Nam, mà thật sự là rất là hào hứng, cho nên là tôi phải chia sẻ với anh em. Tại vì như tôi vừa nói đấy, là tôi cũng đang định đi mua xe điện đấy. Thì có thể nói rằng là xe điện ở bên này cũng rất hot, ở bên Canada này cũng rất hot, bên Mỹ đấy, Mỹ và Canada cũng rất là hot. Khi mà tôi đến xem cái showroom của Tesla thì đông nghịt luôn, đông rất đông, mặc dù là Covid nhưng mà vẫn đông. Và cái lần nào tôi đến hai ba lần gì đấy thì lần nào cũng có chốt người mua ở đấy. Người ta chốt mua thì là khi mà chốt mua xe thì là cái cậu bán, cậu sale ấy, cậu có một cái chuông khi mà người ta đồng ý mua, người ta ký hợp đồng cái là cậu gõ chuông chen một cái đấy, như kiểu là lên sàn chứng khoán ấy. Rất là hay. Thế cho nên hôm lần nào tôi đến cũng thấy chen một phát, xong rồi vỗ tay loạn lên, tất cả các sale ở đấy đều vỗ tay chúc mừng cái gia chủ mà mua được cái xe. Còn đến các cái showroom khác nhá, tôi cũng đã đến showroom, đi qua showroom Mercedes thì đóng cửa, rồi là vào showroom của Volkswagen thì nói chung là eo ọt lắm, vắng khách và gần như không có khách. Thế nhưng mà Tesla đông cực luôn đấy. Thì như vậy là cái sức hot của xe điện là nó không chỉ ở Việt Nam đâu mà cả nước ngoài cũng vẫn đang hot. Thì hôm nay, chủ đề hôm nay là tôi sẽ chia sẻ mấy cái như thế này. Thứ nhất là về điểm qua cái xe Tesla và có một sự so sánh nhẹ nhẹ với cả cái mẫu vừa mới ra của VinFast, đúng không? Thứ hai là vấn đề về sạc, chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc khá là nhiều về vấn đề sạc xem là thế nào. Tại vì nếu như một ai đó đã có ý định mua xe điện thì chắc chắn sẽ quan tâm đến vấn đề sạc điện thế nào, có lâu hay không, tốn tiền như thế nào. Và thứ ba là nó tiết kiệm, nó tiết kiệm ra làm sao, nó tiết kiệm, liệu nó có tiết kiệm được hẳn so với cả cái ông xe xăng hay không. Thứ nhất là về các cái dòng xe thì là ông Tesla mà ông ấy ra đời là gọi là đi tiên phong rồi. Thì ông hiện nay ông đang có một này, Model S là một này, Model 3 là hai này, Model X là 4 này, và Model Y là 5, và một cái dòng xe tải nữa là 6. Như vậy là 6 dòng xe. Thì cái Model S là Model mới nhất và Model gọi là sang chảnh nhất, thì nó có giá từ 80.000 đô, giá Mỹ đấy nhá, đây là giá Mỹ đấy. Giá Mỹ mà nó đã cao khủng khiếp rồi, 80.000 đô cho đến 120.000 đô. Đây là dòng xe cao cấp nhất, thì nó là dạng kiểu sedan, xe nhỏ nhỏ mà nó giống như kiểu là, nói chung là sang chảnh, giống như là Mercedes E với cả C E rồi đó. Đấy. Thứ hai là dòng Model 3 thì mà cái Model S là giá từ 80 cho đến 120k nhé. Đấy là giá chịu thuế đấy, thuế chắc phải thêm 10% nữa, 10-15%. Rồi cái Model 3 thì giá có khoảng từ 37.000 cho đến 56.000, có các option đấy. Rồi Model X thì giá cũng từ 98.000 cho đến 120.000 đô. Đấy, 120.000 đô. Và Model Y là cái Model tôi muốn nói đến đây, là cái Model nó là gọi là crossover à, hay là nói chung là nó kiểu như là xe SUV ấy. Nói thế cho mọi người dễ hình dung là xe kiểu dạng như SUV, nó cao to thì là cái dòng xe vừa tầm nhất của Tesla, và chính là cái mà VinFast vừa mới đang ra mắt đây này.
Đấy, tại vì bây giờ người ta đang cái xu thế trend bây giờ là người ta mua xe SUV và crossover nhiều. Cho nên là VinFast ra là rất là có sự nghiên cứu và tính toán đấy. Crossover này, đấy là của VinFast, là nó gọi là tên VinFast VFE34 à. Ừ. Đấy. Thì cái giá này của nó ở bên Mỹ, ở bên Canada là 50.000, nó trong vòng khoảng độ từ 50.000 cho đến 60.000 đô. Nó là long range với cả một cái là gọi là performance thì là 60.000 đô. Như vậy là so với Vin thì là về giá thì là Vin ở cái phân khúc này Vin đang bán ra có 30.000 đô thôi. Ngon. Rẻ thế. 30.000 đô có 700 triệu. 690 70 triệu. Thế là rẻ hơn rồi. Rẻ hơn rồi. Nếu như mà model Y này với giá này mà như vậy là nó đang cùng với phân khúc của như là Mercedes hay là Audi hay là BMW đấy, nó ngang ngửa như vậy. Nếu như mà đi xe Tesla ở bên này là nó ngang ngửa với cái dòng xe kia, và cái dòng xe kia thì chúng ta không thể mơ với cái giá 6-700 triệu rồi, đúng không nào? Không, tối quá nhỉ? Tại vì hôm nay nó trời ở ngoài nó hơi tối. Đấy, chập cái đèn này lên trông nó hơi kinh nhỉ. Đấy thì là như vậy là về giá có thể nói rằng là cái xe VinFast là đang khá là cạnh tranh. Đấy, khá cạnh tranh. Nếu như tất nhiên mình so thì mình so ông Tesla này thì là ông ấy đẳng cấp rồi. Đấy, nhưng mà thôi thì cứ giờ chẳng có gì để so nên cứ so thôi. Đấy thì cái xe model Y này là như tôi nói là cái dòng gọi là SUV và nó có dạng 5+2 ấy. Nó có một cái option là thêm hai ghế nữa là 7 chỗ thì option đấy là phải chi thêm 3.000 đô nữa đó. Thì như vậy là đấy là sơ qua về các cái dòng xe và tôi thì tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ cái VinFast đâu, với cả VinFast nó không có nhiều thông tin. Đấy, nó không có nhiều thông tin thì kể cả model nó mới ra đây thì nó cũng chưa công bố gì nhiều, nhưng mà đại loại là tôi đo về kích thước và xem cái bài báo trên VN Express thì nó nói rằng là cái phân khúc C gì đó mà nó so với cả xe CRV rồi các thứ thì tôi nghĩ nó là chính là cái model Y này của Tesla. Đấy, như vậy là giá là ok rồi, bằng một nửa thôi, khá ok. Thế thì vấn đề thứ hai thì tôi cũng đã tìm hiểu về này là vấn đề về sạc thì Tesla nó các cái nơi mà nó bán ấy thì nó xây dựng một cái hệ thống gọi là một cái hệ thống trạm sạc nó khá là rộng lớn. Ví dụ như là ở nước Mỹ gì đó của nó thì nó có trên 20.000 cái trạm sạc. Như vậy là tôi cứ tạm hiểu như là cây xăng ấy. Đấy, tạm hiểu như cây xăng ấy. Đấy, thì là nó khá là thuận tiện trong cái việc sử dụng xe. Rồi tôi tra ở Canada thì cái trạm sạc của nó cũng khá là dày đặc trong thành phố cũng như là ở trên các trục đường chính đi các tỉnh. Đó thì là nó đều có. Thì nó đã xây dựng cái hệ thống trạm sạc của nó rất là kinh. Đó. Thì nhưng dù sao ấy thì trong đầu tôi ấy, khi mà định mua xe điện ấy, thì là vẫn cứ cũng nói chung là cũng lăn tăn về vấn đề sạc đấy. Ví dụ mình muốn đi trong phố thì không sao, nhưng mà đúng là nếu mà mình giả sử mình muốn đi road trip hoặc là gì đó mà đến những vùng xa thì đấy thì là sạc là cả vấn đề. Thì cái này là cái vấn đề tôi nghĩ là nhiều người khi mà những người mà kiểu như chỉ thấy tin cho vui thôi thì không nói, nhưng mà nếu mà những người đã định mua thì cái vấn đề này chắc chắn là sẽ là người vấn đề cân nhắc của vấn đề sạc. Đấy, vấn đề sạc thì là trạm sạc của họ rất nhiều. Thế còn VinFast thì cũng chưa có nhiều thông tin, đúng không? Có thấy chụp một vài cái ảnh mà thấy là làm trạm sạc ở thành phố thì là như thế. Lúc lát nữa mình sẽ quay lại cái vấn đề giá một chút, tại vì là nó ở đây là ông VinFast lại áp dụng một số cái nó khá là khác, là đó là cái thuê pin. Đấy thì sạc nhá, đấy thì sạc thì như VinFast đấy là đi được 300 cây à, còn ông Tesla này thì ông đi xa hơn, ông đi được tới tận 600 cây thôi. Cũng tất nhiên cũng tùy option tùy gì, nhưng mà đại loại là nó khoảng độ 500 đến 600 km đấy, khi mà sạc đầy. Đấy, khi sạc đầy thì công nghệ về pin thì tôi nghĩ là nó vẫn đang advanced hơn rất nhiều so với cả VinFast. Đó thì nó đi được xa hơn đó. Và
một cái vấn đề nữa mà tôi nghĩ mọi người cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề sạc trong vòng bao lâu. Đấy, thì nó có hai loại sạc nhé, một cái loại sạc là sạc nó gọi là sạc thương mại, sạc công cộng ấy. Sạc công cộng ấy thì là thời gian như Tesla nó nói với tôi là sẽ khoảng độ 30 phút thì sạc đầy. Đấy, 30 phút sạc đầy. Tất nhiên là đấy là còn tùy thuộc vào cái trạng thái là mình sạc từ bắt đầu từ khi nào. Tức là nếu như mình empty, mình gần như hết rồi thì mình sạc thì nó mất khoảng độ đấy. Nhưng mà bình thường là mình sẽ không bao giờ đi cạn hết để mà mình sạc đâu. Cho nên là trung bình thời gian nó vào khoảng độ 10 phút gì đó. 10 phút, 10 đến 15 phút gì đó. Thì cũng là một cái bất tiện đúng không? Cũng là một cái bất tiện đấy. Tại vì là nhiều khi chúng ta ra trạm sạc công cộng mà chúng ta lại nếu mà đổ xăng thì chúng ta mất khoảng độ 5 phút. 5 phút chắc là nếu mà giờ không phải xếp hàng thì 5 phút. Đấy, xe điện cũng phải xếp hàng mà. Đấy, thì đổ nó nhanh hơn nhiều đấy, con kia mà nếu mà sạc thì là tôi nghĩ là cũng hơi lâu đấy. Nhưng mà ở bên này thì nói chung là nó cũng ok, thì tôi nghĩ là cũng là một cái vấn đề mà cần phải tính toán. Phải tính toán, phải cân nhắc thôi. Mất khoảng độ như vậy thì và trong VinFast công bố thì cũng tầm đó đúng không? Thời gian cũng tầm đó. Cũng mất khoảng độ từng đó thời gian. Cái loại sạc thứ hai là loại sạc trong gia đình. Thì cái loại sạc trong gia đình thì người ta xe như ông Tesla ông bán riêng. Ông bán riêng nó sẽ có giá khoảng độ từ 300 đến 500 đô một cái. Và tất nhiên là tùy theo công suất ấy. Tức là sạc công suất cao thì nó sạc nhanh hơn, nhưng mà tất nhiên kích thước nó cũng sẽ to lên. Đấy, rồi là thời gian sạc thì nó công bố cũng là khoảng độ từ 45 phút cho đến 8 tiếng. Đấy, tùy vào công suất. Đấy, thì tôi nhìn trên ảnh ấy thì tôi thấy cái sạc này cũng bé lắm, kiểu cũng không to lắm. Không to lắm. Thế thì nếu mà giả sử mà chúng ta đi đâu mà chúng ta đút vào trong xe, chúng ta mang đi xong rồi chúng ta theo kiểu Việt Nam ấy là đi đến đâu đấu đến đó thì chắc là cũng được, cắm vào ổ các thứ thì chắc là cũng ok. Thì cứ mang cái bộ sạc đi, giả sử mình về quê rồi cái gì đấy thì sắm cắm về đến nơi thì giả sử hết thì cắm điện vào là sạc thôi, hoặc là vào quán cà phê cắm. Cắm đấy thì là như vậy. Còn chỗ này thì nói một tí là cái vấn đề về sạc này thì là về pin này thì là VinFast lại chơi kiểu là cho thuê pin 1.450.000 một tháng à. Thế thì tính ra 1.450.000. Cái này bên này họ không làm. Đấy thì hơi lạ, chắc là đây là do có thể là do VinFast họ phát triển cái kiểu này để mà giảm cái giá bán ra. Đấy, có khả năng là thế. Nhưng mà nếu mà tôi tính ra giả sử như mình cứ tính ra một năm mình dùng xe 5 năm đi thì cũng hết khoảng độ 100 triệu. Đúng không? 100 triệu đúng nhỉ? 1 năm là 12 tháng 10 triệu, 14 triệu. 14 triệu mà nhân với cả 200 triệu. Thì vẫn rẻ, thì xe vẫn rẻ, vẫn ok. Đấy, một thuê pin này tính ra là vẫn ok. Rồi, tiếp theo là đến vấn đề tiết kiệm. Đúng không? Chủ đề thứ ba là chủ đề về tiết kiệm, thì đi xe điện nó có tiết kiệm không? Thế thì ở bên này ấy, nó nói với tôi rằng là sạc 100 km thì mất là 17.000. Đấy, 17.000 gần 1 đô. Gần 1 đô, 100 km thì phải gần 1 đô. Đấy thì ví dụ như là đi 500 km thì chả có 5 đô thôi. Chưa đến 5 đô. Đấy thì còn VinFast thì lại sạc theo hai ngưỡng. Và tôi tính ra đây thì như trong cái bài VN Express này thì là 50.000 cho 100 km đúng không? 480.000 trên 1 km và tính ra khoảng 100 km thì khoảng 50.000. Như vậy là gấp 3 thì đấy của ông Tesla. Gấp đôi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, gấp đôi. Gấp đôi thôi. Gấp đôi cái tiền này thì đây cũng là một cái cách để mà VinFast thu lại tiền vào cái giá bán xe. Đó, thì đấy là trong trường hợp mà sạc ở ngoài đúng không? Sạc ở công cộng thì họ thu như thế, còn sạc ở nhà thì tiền điện của mình rồi thì chả đáng bao nhiêu đâu. Đấy.
Còn về cái về cái các cái dịch vụ khác ấy mà họ đã tính toán ở trong trong xe này, hãng Tesla này nó có trên này nó có ấy hết, thì nó khoảng độ nó sẽ tiết kiệm được khoảng độ 1.500 đô một năm, đúng không nhỉ? 1.500 đô một năm, tôi chỉ nhớ loáng thoáng, tôi cũng không nhớ chính xác nữa. À, nó tiết kiệm được khoảng độ so với cả xe thẳng, so với xe xăng thì nó thật ra là cũng không đáng, cũng không đáng. Đấy giống như trong cái bài báo VN Express họ tính ra ở trong cái này nó khoảng độ rẻ hơn xe xăng một chút đấy so với cả tiền hàng tháng ấy. Thì cũng không đáng bao nhiêu. Thì cái đấy là tôi nghĩ là VinFast cái chính sách bán hàng này thì tôi nghĩ là có thể đẩy vào giá, để vào giá bán xăng và giảm cái tiền sạc kia để người ta thấy rõ được cái tiết kiệm giữa xăng và ấy, thì tôi nghĩ hay hơn. Thì còn một cái chi phí nữa cũng có thể tiết kiệm được đấy, đó là cái bảo dưỡng. Bảo dưỡng thì xe điện nó ít các cái gọi là các cái bộ phận cơ khí hơn. Ví dụ như xăng, dầu, phin lọc, phin nước, rồi là dầu nhớt, rồi dầu máy, rồi là các cái thiết bị cơ khí nó ít hơn rất nhiều, và các cái thay thế của nó cũng không nhiều, cho nên là cái chi phí bảo dưỡng bảo trì của nó cũng rẻ hơn. Thời gian bảo dưỡng bảo trì của nó rẻ hơn đấy. Thì nó tiết kiệm đấy, nhưng mà nó đã có thể thống kê rồi, nó khoảng độ trung bình khoảng độ 1.500 đô một năm. Thì cũng không nhiều nhỉ. Mình cũng không nhớ, nhưng mà đại loại là sau khi mà tôi cân nhắc thì tôi thấy là thực ra cái giá của Tesla ở bên này nó cao quá, nó đi nó cũng ngang ngửa như cả mấy cái ông xe sang ấy. Thì thành ra là với cái hai nữa vấn đề về sạc thì tôi cũng hơi lo, tại vì tôi ở condo, tôi ở chung cư thì sạc xiếc cái thứ nó cũng hơi bất tiện đấy, và mình còn tính đến vấn đề road trip nữa đấy, vì mình là gia đình thì tôi muốn có một cái để có thể đi road trip đi các thứ, thì mình tất nhiên là ở đây thì hệ thống sạc của nó cũng khá là ok, nhưng mà dù sao nó không thể nhiều bằng xăng được rồi đấy, nó không thể nhiều bằng trạm xăng được rồi, thì đấy cũng là một cái vấn đề. Chắc là video sau có thể tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về các cái câu hỏi liên quan đến xe điện, tại vì tôi có thời gian được tìm hiểu và tôi cũng đã mò đến showroom của nó, nhảy lên ngồi đi thử đi các thứ luôn. Có một cái hay là ở trên cái xe Tesla nó đơn giản lắm, nó không có một cái gì, nó có mỗi cái màn hình như hôm trước tôi quay cho mọi người xem, nó có mỗi cái màn hình. Cái model sau này thì nó làm mấy cái tay lái nó hầm hố hơn. À, có một cái chi tiết này rất là hay, đấy là cái quên mất, đấy là cái mà tôi nghĩ mọi người cũng sẽ thắc mắc, đấy là các cái công nghệ mà xe Vin và mà xe Tesla nó đang có nhé, các cái công nghệ tiên tiến mà Tesla nó đang có đó, thì là đây, để tôi xem nào, đây này, cái công nghệ tiên tiến mà nói chung là vẫn ở trong VinFast thì nó vẫn mập mờ lắm, hay nhiễu thế. thì ở ông Tesla này, ông ấy cũng có nêu ra khá là rõ này, thì nó có một cái option nó gọi là full self driving capacity đấy, thì là option này, cái này là option nhá, nếu mà ông muốn cái này ông phải chi thêm 10.000 đô nữa ở trong xe Tesla đấy, thì thành ra là giá nó phọc lên nhiều lắm, nhiều tiền lắm, 10.000 đô để có cái option này nhá, đấy, 10.000 đô để có cái option này, thì là nó có mấy cái chức năng chính như này này. Nó gọi là, thứ nhất là nó có cái nó gọi là Navigate on Autopilot, thì tức là trong cái mô hình này nó giới thiệu là nó sẽ giống kiểu nó tự đến cái chỗ mà rẽ phân làn và nước, ví dụ trên đường cao tốc chẳng hạn, thì nó sẽ biết và nó sẽ tự sang làn để nó chui vào cái làn ra khỏi làn cao tốc đấy, thì là cái chức năng thứ nhất. Cái chức năng thứ hai đấy là Auto Lane Change, thì tức là cái làn xe thì là ví dụ như là ông đi trên cao tốc mà ông ấy muốn đổi làn chẳng hạn, thì nó sẽ tự động nó đổi làn cho ông, đổi làn để nó tăng tốc, nó vượt biết các thứ. Chức năng thứ ba đó là Auto Parking, thì cái này mọi người thấy nhiều rồi, đi qua và là nó thấy cái chỗ đỗ là nó tự động kích hoạt cái chỗ đấy, thì nó tự động lùi vào. Cái thứ hai đúng không, cái thứ ba rồi đúng không, cái thứ tư đấy là cái tính năng nó gọi là summon này, tôi chả biết là tiếng Anh đại loại là thế, nhưng mà đại loại thì mình hiểu là này,
mình nó sẽ tự gọi cái xe của mình ra khỏi cái gara. Ví dụ mình có một cái gara mình đỗ vào. Đấy, xong rồi bây giờ mình muốn lấy xe ra đúng không? Thì mình không phải chui vào đấy mình lùi ra mà mình ấn nút phát là nó tự động nó ra. Ví dụ vào bãi đỗ xe chẳng hạn. Đấy, vào bãi đỗ xe chẳng hạn thì là mình cũng thế, cũng lượn vào cái bãi đỗ xe đấy xong rồi gọi xe nó tự ra. Thì cái chế độ đấy nó gọi là chức năng là summon. Và thứ tư đấy nó gọi là, thứ năm đấy nó gọi là full self driving. Đấy, và thứ sáu là traffic lighting and stop side control. Thì cái full self driving mà là cái mà chúng ta thường là mọi người đang rất là hy vọng đấy là nó cứ nhảy lên xe đó, nó tự nó lái ở trên đường ấy, trên đường cao tốc ấy, hay là trên đường thứ nó tự lái. Thì cái này thực ra là chỉ mới đang là nghiên cứu thôi nhá anh em nhá. Cái này nó chỉ mới đang là đang test thôi. Đấy, thì trên này nó đang gọi là, nó nói rằng là các cái chức năng này, tức là khi mà mua ấy, option này thì nó sẽ upgrade trong tương lai. Trong tương lai nó còn phụ thuộc vào các cái cơ quan chức năng có đồng ý hay không, rồi là các cái chương trình phát triển của nó có đạt hay không, đấy lại vân vân. Và vậy thì cái chức năng này là chưa có. Còn cái traffic light cái thứ thì nó hỗ trợ những cái stop start thì không nói gì rồi. Thì tóm lại là cái full self driving capacity này thì tôi thấy đâu đó là ở các cái xe bình thường cũng có rồi. Ví dụ như chuyển hỗ trợ chuyển làn, rồi là auto parking các thứ thì là cũng có rồi, đâu đó cũng có rồi. Đấy, thì mà hay là thực ra trong quá trình lái thì chúng mình, theo tôi thì những cái tính năng này nó cũng không sử dụng nhiều. Đấy, không sử dụng nhiều. Tôi ví dụ như chỉ cruise control các thứ tôi thấy thích, thì còn những cái giữ làn nữa thì tôi cũng chưa áp dụng. Tôi nghĩ nó cũng không cần thiết làm, tại vì lúc lái mình phải ấy chứ, chủ động chứ, đúng không? Chứ còn để mấy cái chế độ này nó tự động lên kinh mà sờ. Chỉ có cái auto, cái mà mong ước nhất của nhiều người đấy là cái full self driving computer này. Đấy, nhưng mà trong tương lai thôi nhá, kể cả VinFast tôi nghĩ còn lâu mới có. Đấy, không có cái đấy đâu. Đấy, cái này nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Ok thôi, video cũng dài quá rồi nên là chắc là xin phép được dừng lại đây. Thì video sau có thể là tôi sẽ chia sẻ thêm về Tesla, các cái tính năng và các cái câu hỏi nào đó. Ngoài ra thì là đợt này tôi cũng đang đi tìm xe và tiêu chí là muốn xe mua một cái xe gia đình. Cho nên là cũng đang nghiên cứu tìm hiểu thì cũng, tôi sẽ chia sẻ, chắc là kiểu như mình có thời gian mà. Thế là mình sẽ chọn nhiều option rồi là bới tung nó lên để mà review cho anh em xem luôn. Hay là kinh nghiệm để chọn một cái xe như thế nào, các tiêu chí như thế nào, được cùng nhau chém gió phân tích. Đó. Xin chào, hẹn gặp lại. Anh em nhớ subscribe kênh nhé, để mà tôi tiếp tục chia sẻ những cái video thú vị về xe cộ và nhiều vấn đề khác. Xin chào, hẹn gặp lại.